Cô xin chào các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em sách giáo khoa tiếng Việt lớp 4, tập 1, tuần 16, tập đọc kéo co trà 155, 156. Trước tiên, cô xin mời các em cùng lắng nghe cô đọc bài nhé. Kéo co. Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên. Kéo co phải đủ ba keo, bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. Hội làng Hữu Chấp thuộc huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế, nhiều khi có giáp thua keo đầu. Tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng bên thắng. Các cô gái làng cũng ngớt lời khen những chàng trai thắng cuộc. Theo Toan Ánh, các em ạ, trong bài có một từ mà chúng ta cần hiểu nghĩa, đó chính là giáp. Giáp nghĩa là đơn vị dân cư dưới cấp thôn ngày xưa. Bài tập đọc kéo co với nội dung tục chơi kéo co ở nhiều địa phương trên đất nước ta rất khác nhau. Kéo co là một trò chơi dân gian thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc. Các em ạ, để soạn được bài, chúng ta sẽ cần trả lời 4 câu hỏi. Và sau đây, cô sẽ lần lượt trả lời 4 câu hỏi cùng với các em nhé. Câu 1. Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co như thế nào? Qua phần đầu bài văn, em hiểu cách chơi kéo co là phải có 2 đội, thường có số người bằng nhau. Thành viên mỗi đội phải ôm chặt lưng nhau. Hai người đứng đầu mỗi đội ngoắc tay vào nhau. Thành viên của hai đội cũng có thể nắm chung một sợi dây thừng dài. Kéo co phải đủ 3 keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên đó thắng. Câu 2. Hãy giới thiệu cách chơi kéo co ở làng Hữu Chấp. Ở làng Hữu Chấp, kéo co là cuộc thi giữa nam và nữ. Nam xưa nay được xem là phái mạnh, thế mà có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, ở tiếng hò reo khuyến khích của người xem. Câu 3. Cách chơi kéo co ở làng Tích Sơn có gì đặc biệt? Ở làng Tích Sơn, kéo co là cuộc thi giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số lượng của mỗi bên không hạn chế. Có giáp thua ở keo đầu. Từ keo sau, đàn ông kéo ra đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Câu 4. Ngoài kéo co, em còn biết những trò chơi dân gian nào khác? Ngoài kéo co, em còn biết những trò chơi dân gian khác như đấu vật, múa võ, đá gà, thổi cơm thi, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan, cờ người, đập niêu. Ngoài ra còn rất nhiều các trò chơi khác. Các em ạ, như vậy cô đã hướng dẫn các em các câu hỏi trong sách giáo khoa của bài tập đọc. Cô mong rằng các em luôn học thật tốt môn tiếng Việt nhé.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.